Nga toan tính điều gì khi bất ngờ ra lệnh rút quân khỏi biên giới Ukraine, tuyên bố sẵn sàng thảo luận. Hãng Reuters đưa tin Nga mới đây thông báo đã ra lệnh cho quân đội rút khỏi biên giới gần Ukraine và trở về căn cứ. Động thái dường như đã chấm dứt việc Moscow huy động hàng chục ngàn binh sĩ tại khu vực này. Quyết định rút quân của Nga có thể nhận được sự hoan nghênh từ các nước phương Tây, vốn lo ngại trước khả năng Nga can thiệp sâu hơn vào miền đông Ukraine, khu vực đang diễn ra giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai. BBC dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói, quân đội đã chứng tỏ khả năng cung cấp một nền phòng thủ đáng tin cậy cho đất nước, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã chỉ thị cho chỉ huy các đơn vị từ quân đoàn 58 và 41 cũng như một số sư đoàn dù bắt đầu trở lại căn cứ từ hôm nay và hoàn thành hoạt động này trước ngày 1 tháng 5. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết ông đã ra lệnh cho các binh sĩ tham gia một cuộc tập trận ở Crimea trở về căn cứ trước ngày 1 tháng 5 sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ mà ông Shoigu gọi là duyệt binh ở khu vực biên giới. Tôi tin rằng việc kiểm tra mức độ sẵn sàng đã hoàn toàn đạt được mục tiêu đề ra. Quân đội đã chứng tỏ khả năng của mình trong việc củng cố một nền quốc phòng đáng tin cậy cho đất nước, ông Shoigu nói. Tuy nhiên, Osago yêu cầu giữ lại các vũ khí hạng nặng ở trường bắn Pogonovo nằm ở phía tây nam tỉnh Voronezh, cách biên giới Ukraine 160 km, nhằm chuẩn bị cho một cuộc tập trận lớn khác vào cuối năm nay. Trên trang Twitter, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine hoan nghênh bất kỳ bước đi nào nhằm giảm sự hiện diện quân sự và làm giảm bớt tình hình tại Donbass, miền đông Ukraine. Đồng thời cho biết Ukraine biết ơn các đối tác quốc tế đã hỗ trợ họ. Trao đổi với Reuters, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết Kiev không biết liệu Moscow có định phát động một cuộc tấn công hay không, nói rằng phương Tây phải nói rõ rằng họ sẽ đứng về phía Ukraine nếu Nga tìm cách làm như vậy. Bây giờ tình hình có thể đi theo một trong hai hướng, và đây là lý do tại sao phản ứng hợp nhất của phương Tây lúc này rất quan trọng, nhằm ngăn ông Putin đưa ra quyết định đó, ông Kuleba nói. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Washington đã biết về thông báo của Nga và đang theo dõi sát sao tình hình ở biên giới. Chúng tôi đã nghe thấy những lời nói, tôi nghĩ những gì chúng tôi đang tìm kiếm là hành động, ông Price nói. Theo những gì chúng tôi biết, nó vẫn mới chỉ là một thông báo, đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi rất chặt chẽ, Price nói thêm. Cùng ngày, trả lời về đề nghị đến Donbass của ông Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói nếu Tổng thống Ukraine Zelensky muốn khôi phục quan hệ với Nga, Moscow sẽ hoan nghênh. Nhưng câu hỏi đặt ra là chúng ta muốn thảo luận về điều gì tại cuộc họp này? Nếu nói về việc thảo luận các vấn đề Donbass, thì trước hết lãnh đạo Ukraine nên gặp lãnh đạo các nước Cộng hòa LPR, Lungan và DPA Donetsk sau khi đó mới nói chuyện những vấn đề này với đại diện từ các nước thứ ba, trong trường hợp này là nga báo chí nga dẫn lời ông putin nói trong cuộc gặp với tổng thống belarus alexander lukashenko nếu nói về sự phát triển của quan hệ song phương thì xin mời chúng tôi sẽ tiếp đón tổng thống ukraine tại moscow vào bất kỳ thời điểm nào thuận tiện ông putin nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ rõ rằng, thời gian gần đây, giới lãnh đạo Ukraine hiện nay đã có nhiều bước phá hủy quan hệ Nga-Ukraine. Điều này liên quan trực tiếp đến một số vấn đề trong quan hệ song phương giữa hai nước. Nếu các công dân nói tiếng Nga của Ukraine cũng như các công dân của Nga sống ở Ukraine. Tổng thống Putin tuyên bố, nhưng nếu Tổng thống Zelensky muốn bắt đầu khôi phục các mối quan hệ này, chúng tôi sẽ chỉ hoan nghênh điều này. Trước đó hôm 20 tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky trong thông điệp video của mình đã mời Tổng thống Nga Putin gặp bất cứ ở nơi nào ở Donbass, nơi xung đột đang diễn ra. Phát biểu hướng tới Nga, Tổng thống Ukraine cũng lưu ý rằng quan điểm khác nhau của Kiev và Moscow về quá khứ và tương lai có thể được xem không phải là một vấn đề mà là một cơ hội. Nói về những toan tính của những động thái mới đây bất ngờ từ phía Nga, một số chuyên gia quân sự phương Tây nhận định Moscow có thể đã có một mục đích khác. Sau thông báo của ông Shoigu, NATO nói rằng bất kỳ động thái nào nhằm đảo ngược sự leo thang sẽ là quan trọng và quá chậm. Họ nói thêm rằng Liên minh quân sự phương Tây vẫn đề cao cảnh giác. Các nhà lãnh đạo NATO đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 và vấn đề Nga sẽ được đặt cao nhất trong chương trình nghị sự mặc dù nga bác bỏ nhận định nói rằng việc tăng cường binh lực ở biên giới tổ chức các cuộc tập trận là để đáp trả các hành động đe dọa từ nato họ cũng được cho là đang có kế hoạch ngăn chặn các khu vực trên biển đen cấm tàu thuyền nước ngoài ukraine lo ngại các cảng của họ có thể bị ảnh hưởng nga cho rằng đây chỉ là một cuộc tập trận quân sự một số chuyên gia quân sự phương Tây nhận định rằng có thể đã sử dụng việc tăng Moscow tăng quân để gửi tiến hiệu tới Kiev, Brussels và đặc biệt là với Washington rằng Nga là một lực lượng cần phải tính đến. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lưu ý điều này. Tuần trước, ông đã điện thoại cho Tổng thống Putin và đề xuất một cuộc gặp thượng đỉnh. Ông cũng áp đặt một vòng trừng phạt mới đối với cái mà phía Mỹ gọi là hoạt động ác ý của Nga. Tuy nhiên, giảm căng thẳng không có nghĩa là căng thẳng chấm dứt. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã nói rõ rằng Nga đang thực hiện các biện pháp đáp trả các mối đe dọa từ NATO. Ví dụ, Moscow đang có kế hoạch phong tỏa các khu vực của Biển Đen đối với hàng hải nước ngoài trong 6 tháng. Được biết trước đó, trong vòng 3 ngày, bất chấp căng thẳng Nga-Ukraine, ít nhất 3 máy bay vận tải quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã đến Ukraine. Thông tin trên được hãng tin Interfax Ukraine cho biết hôm 22 tháng 4 sau khi trích dẫn dữ liệu từ các nhà quan sát hàng không phương Tây. Cụ thể, một chiếc máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130G Hercule bay từ căn cứ của Mỹ ở Stuttgart, Đức, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Mỹ ở châu Âu, và một chiếc Base 146-200 từ Anh. Ngoài ra, một máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Global Master 3 của không quân Canada đã hạ cánh xuống Lip ở phía tây Ukraine. Đồng thời, theo ghi nhận của hãng hàng không Omi Air International, công ty chuyên cung cấp dịch vụ thuê máy bay cho lầu năm góc, một chuyến bay thẳng từ Mỹ đến Lviv đã được thực hiện. Tổng cộng từ ngày 2 đến ngày 12 tháng 4, các máy bay quân sự của NATO đã thực hiện ít nhất 6 chuyến bay đến Ukraine. Cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết Kiev đã yêu cầu Washington giúp đỡ trong việc mua thiết bị tác chiến điện tử để chống lại Moscow. Ngoại trưởng Ukraine giải thích rằng ông đã đưa ra yêu cầu trên trong cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào tuần trước. Kiev và các quốc gia phương Tây gần đây đã bày tỏ quan ngại về các hành động gây hấn do Moscow gây ra. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã chỉ trích Mỹ và NATO tiếp tục có các hành động gây hấn ở vùng trời và vùng biển tại khu vực Biển Đen, trong khi quân đội và các nhà lãnh đạo chính trị Ukraine đang khiến tình hình ở Donbass, miền đông Ukraine trở nên bất ổn hơn. Bộ trưởng Shoigu cáo buộc tình hình quân sự và chính trị ở khu vực Tây Nam chiến lược vẫn đang căng thẳng, phần lớn là do các động thái của nước ngoài nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự ở biên giới phía Nam và Tây Nam của Nga. Mới đây, theo Wall Street Mỹ đang cân nhắc điều tên lửa và các vũ khí khác đến Ukraine trong bối cảnh Nga triển khai quân sự dọc theo đường biên giới phía đông giáp Ukraine. Theo đó, các lô hàng viện trợ quân sự cho Ukraine đã được chính quyền Tổng thống Joe Biden thảo luận và có thể bao gồm hệ thống chống tăng, diệt hạm và phòng không. Chính quyền Tổng thống Zelensky đã nhiều lần yêu cầu Washington hỗ trợ sau khi Nga gia tăng hoạt động quân sự ở gần biên giới giữa hai nước. Tuy nhiên, Politico cho biết ông Biden chưa chấp thuận bất kỳ yêu cầu hỗ trợ mới nào và việc cân nhắc điều vũ khí vẫn đang ở giai đoạn đầu. Bản tin của kênh TV 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!